Em xin chào tất cả các anh chị, có gì chú bác yêu hoa lan rừng. Phía sáng nay em lên cho các bác vài số đơn hàng, vẫn là chốt hàng nào thì cứ liên hệ qua em nhé. Em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là đơn trứng bướm nha các bác nhé. Trứng bướm hoa mini rất là đẹp luôn, cây nó cũng mini nhưng mà hoa rất là đẹp các bác. Hoa này là mình ghép làm tiểu cảnh nha. Đó, bác là chốt mùa này. Đây, cây này là tháng 6 là nó ra hoa rồi. Đó là cây trứng bướm này, về các bác ghép thì các bác bón phân cho nó ăn rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, 3 cây này, 4, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 cây này. Và mùa của nó là 10.000 một cây đấy các bác. 9 cây này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, cây này rất là to. 15 này, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cây. Cả nhỏ cả to, tên tổng này tổng thể 22 cây. Đó, đơn này bắt đầu chốt thì này em để giá 100k nha. 100k đơn trứng bướm nhá. Đó, hình trứng bướm này, hoa rất là đẹp luôn. Về các bác ghép là một trụ này rất là đẹp luôn các bác này. Sau hình số 2 là combo nhá. Combo này là gồm một cây hoàng nhạn này. Đó, cây số 2 này hoàng nhạn lá rất là đẹp luôn. Hai cây này rất là đẹp luôn các bác này. 3 cây này, cây này cây trâu này. 4 cây này cây trâu luôn. 5 cây này cây trâu này. Tặng một cây quế tím này luôn này, xinh xinh luôn, 100k thôi. 100k hình này. Đây là hình số 2 nha. Đó, hình số 2. Sang hình số 3 các bác này. Hình số 3 em có một cây nhất điểm hồng rất là khủng luôn này. Đó, nhất điểm hồng rất là khủng luôn. Rất là đẹp. Bắt đầu chốt khúc này em để giá 180 bao ship luôn này. 180k đơn nhất điểm hồng. Bác nào ngại tiền ship thì cứ trả em 180 để em bao ship cho nhá. Rất là đẹp luôn, rù rịt luôn các bác nhé. Siêu đẹp vì các bác treo chậu này là cái ngồng hoa của nó sang năm là cây đốn, đốt nào đốt đấy đều ra ngồng hoa là quá vip luôn đấy. Đó, cái ngồng nào thân rất là nù luôn này. Thân rất là nù bằng ngón tay cái của em luôn này. Đó, bắt đầu chốt thân nù này. Đây là nhất điểm hồng hay còn gọi chinh bạch nha. Thân nù luôn, 180 bao ship đơn này. Em chỉ có đơn này là em bao ship nhé. Sang hình số 4. Số 4 là một cây combo, một cây hoàng nhạn này, một cây to này. Cặp này một gốc hai cây luôn này. Đó, siêu đẹp luôn. Một gốc cây lá tím luôn này. Một cây trâu to nữa này. Một gốc hai cây nữa. 100k đơn này nhá. Bắt đầu chốt đơn này 100k cho em. Đây là hình số 4 nhá. Sang hình số 5 này. Hình số 5. Một cây trâu to lá mít siêu xinh luôn này. Rất là to, lá bóng. Cây số 2 này. Đó, cây số 2 này. Và cây số 3 này. Cây số 3 này. Cây số 4 này. Cây số 4 này. 4 cây này một 4 cây này bắt đầu chốt này. Đó, để 200k. 200k hình số 5 nhé. Hình số 6 là một cây hoàng nhạn siêu mít luôn. Đó, rất là đẹp. Cây này 1 2 3 4. Cây này mà nó ra mà 1 năm mà ra mấy được rất là nhiều lá luôn các bác này. Đó, lá nó lên từng đợt rất là đẹp. Cái này lá mít hoàng nhạn. Bắt đầu chốt con này em đi 120k con to này nhá. Sang năm các bác có thể ngắm hoa luôn. 120 hoàng nhạn to đẹp như thế này. Hình số 6. Hình số 7 là một cây châu mít to luôn. Đó, cây châu mít to em xả rẻ 200k luôn này. Cây khá là to luôn các bác này. Cây đang có nụ nha. Chuẩn hàng buôn luôn luôn. Cây rất là to này. Đó, lá chỉ thiên rất là đẹp này. 200k con này nhá. Nó là chốt hình này 200k. Đây là hình 7. Sang hình 8 là một cây châu mít cực kỳ đẹp luôn. Đó, lá mít lá dày luôn các bác này. Cây to cũng 200k luôn. 200k con to con khủng như thế này nha. Đó, hình 8. Hình 9 là một cây hoàng nhạn thân dừa này. Đó, thân dừa này về các bác có thể kích ra được cây con luôn. Đó, tầm 4 mấy sen luôn các bác này. Dài tầm 4 mấy sen luôn. Đây, hoàng nhạn rất là đẹp. Đây, cái lá của nó này cực kỳ đẹp luôn. Sau này nó để ra cây con tiếp này. Nó bác nào mà biết kích ra nó để rất là sai con luôn các bác nhé. Nó sùm xuề luôn cái rễ này. Bác nào chốt cây này 150 cho em nhé. 150k cây hoàng nhạn. Hoàng nhạn thân dừa rất là đẹp, lá mít này. Đó, cây lá nó xếp rất là đẹp luôn, rù rịt này. Đó, bác nào chốt hình số 9. Hình số 10 là một cây bạch ngọc hải âu nha. Toàn cây đẹp luôn, hàng tuyển nha các bác nhé. Rất là đẹp luôn này. Bạch ngọc hải âu hoa rất là đẹp luôn. Đó, hoa trắng cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Đó, các bác mà mang về cây này là trồng cả chùm luôn này. Nó rất là nhiều luôn các bác. Toàn hàng đẹp, không có hàng nào bị gãy luôn. 100k thôi, 100k đây này nhé. Đó, bác nào chốt thì này 100k cho em này.
Đây là hình số 10. Hình 11 là combo này. Combo 1 cây sóc, 2 cây sóc, 3 cây sóc nha. 3 cây sóc này, 1 cây quế này, quế tím nhé. 1 cây cẩm báo siêu đẹp luôn. 2 cây cẩm báo này, 3 cây cẩm báo này. Đó, 3 cây cẩm báo, 1 cây chồn khủng luôn này. 1 cây chồn khủng, 1 cây tam bảo sắc khủng luôn. Đó, đơn này. Khóa VIP đi combo này, con này chốt combo này. Em để giá là 120k thôi. 120 combo này nhé. Đó, phiên sạc này em hết hàng rồi. Bắt nào chốt đơn hàng nào thì cứ liên hệ qua em nha. Em xin chào tất cả các bác.